Thưa quý vị, sau hơn một năm cuộc xung đột Nga-Ukraine, cục diện chiến trường vẫn tiếp tục ở thế giằng co với tính chất, mức độ giao tranh ngày càng nghiêm trọng và khốc liệt hơn. Có thể thấy cuộc xung đột này đang bước vào giai đoạn quan trọng. Đúng lúc này thì Mỹ chuẩn bị công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo nguồn tin này, gói viện trợ sẽ được cung cấp theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine USAI và tập trung tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Gói viện trợ giúp Ukraine mua sắm các bệ phóng và tên lửa Hawk, cũng như các loại tổ hợp phòng không hiện đại Patriot, gồm PAC-3 và GMT, có khả năng đánh chặn tên lửa chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay của đối phương. Tăng cường năng lực phòng không là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ukraine ở thời điểm này, khi Nga liên tục tiến hành các cuộc tập kích diện rộng bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn ở Ukraine. Thông tin về gói viện trợ mới của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đã bắt đầu hoặc sắp bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm xoay chuyển cục diện xung đột với Nga. Kiev thừa nhận các lực lượng của họ đang chuyển sang hành động tấn công ở một số khu vực, nhưng bác bỏ tuyên bố về những thất bại và tổn thất mà phía Nga đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga hôm 7 tháng 6 nói, các đợt phản công của Ukraine trong vòng 3 ngày trở lại đây khiến Kiev mất gần 4.000 binh sĩ cùng nhiều trang thiết bị hạng nặng như xe tăng, xe chiến đấu bọc thép. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine bước vào giai đoạn quyết định, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng. Đây là chuyến công du Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Anh Rishi Sunak kể từ khi nhậm chức hồi cuối năm ngoái. Tại cuộc gặp, ông Biden và ông Sunak nhấn mạnh quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng lâu dài giữa Mỹ và Anh. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định lại cam kết tiếp tục hỗ trợ cả về quân sự, tài chính cho Ukraine. Ông Biden tin chính quyền của ông có thể thuyết phục được Quốc hội ủng hộ gói viện trợ mới cho Ukraine. Tuy nhiên, ông không tiết lộ quy mô gói viện trợ này. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, tôi tin rằng chúng ta có thể hỗ trợ cho Ukraine cho đến khi nào họ còn cần. Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào cuộc phản công của Ukraine. Anh và Mỹ là hai quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Hai nước đang phối hợp nhằm tiến tới cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev, mà trước tiên là huấn luyện cho phi công của Ukraine. Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố Đại Tây Dương bao quát các vấn đề về kinh tế, công nghệ, thương mại giữa hai nước trên phạm vi rộng. Tuyên bố chung nhấn mạnh, Mỹ và Anh tiếp tục tăng cường hợp tác để xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, đa dạng và an toàn, đồng thời giảm sự phụ thuộc chiến lược vào các quốc gia như Trung Quốc và Nga. Hai bên cũng bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận khoáng sản cho phép một số công ty Anh tiếp cận các khoản tín dụng thuế trong đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Biden sẽ đề nghị Quốc hội sửa đổi đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm mang lại những điều khoản ưu đãi cho các nhà cung cấp của Anh. Thưa quý vị, hai quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ vừa cho biết quân đội Ukraine tổn thất lớn về nhân lực và vũ khí hạng nặng khi chiến dịch của họ nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga gặp phải sự kháng cự mạnh của Moscow. Guardian dẫn lời hai quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ hôm 8 tháng 6 cho biết quân đội Ukraine tìm cách đánh bại một số lực lượng Nga ở phía đông xung quanh Bakhmut. Tuy nhiên, các lực lượng Nga được trang bị tên lửa chống tăng, lựu đạn và súng cối đã kháng cự quyết liệt cùng với tuyến phòng thủ nhiều lớp, trong đó có các bãi mìn, khiến Ukraine tổn thất một lượng không nhỏ xe thiết giáp. Một trong hai quan chức Mỹ mô tả tổn thất của Ukraine bao gồm xe bọc thép chở quân MRAP là rất lớn. Tuy nhiên, họ cũng nhận định những tổn thất này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiến dịch phản công của Ukraine. Nga cho biết, vài ngày trở lại đây, quân đội Ukraine tìm cách xuyên thủng phòng thủ của Nga ở một số mặt trận, bao gồm Donbass và Zaporizhia, nhưng đều bị đẩy lùi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói, Ukraine mất 3.700 binh sĩ, hơn 50 xe tăng trong các cuộc phản công 3 ngày trở lại đây. Hôm 8 tháng 6, Ukraine một lần nữa cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở Zaporizhia với tổng quân số lên tới 1.500 người và 150 xe bọc thép. Tuy nhiên, Moscow đã ngăn chặn cuộc tấn công này của Kiev. Lực lượng trinh sát phát hiện kịp thời đối phương và Nga đã tấn công phủ đầu Ukraine bằng pháo binh, hàng không và vũ khí chống tăng. Ông Shoigu nói, đồng thời cho biết thêm rằng các lực lượng Ukraine đã bị chặn trên cả bốn hướng và rút lui với thiệt hại nặng nề. Guardian đưa tin, Ukraine đã huy động một lực lượng lớn cho cuộc giao tranh Zaporizhia ở miền Nam. Một số nguồn tin chưa xác thực cho hay, Ukraine đã đưa xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ đến chiến trường này cùng nhiều phương tiện bọc thép khác với sự hỗ trợ của pháo binh. Các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine đang diễn ra khốc liệt ở thành phố Tokmak,
nơi được coi là trung tâm hậu cần của Nga tại tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine. Giới phân tích phương Tây nhận định đây là dấu hiệu cho thấy cuộc phản công quy mô lớn của Kiev đã bắt đầu. Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm, xác nhận Ukraine đang sử dụng lực lượng tối đa để tấn công các vị trí của Nga ở khu vực Zaporizhia. Nga từ lâu đã dự đoán Ukraine sẽ tìm cách phản công theo hướng này, nên đã xây dựng các tuyến phòng thủ kiên cố nhiều lớp, bao gồm hệ thống hào rích rắc, phòng thủ răng rồng và nhiều hệ thống khác để cản đà tiến công của Kiev. Mặc dù vậy, giới chức Ukraine đến nay vẫn khẳng định chiến dịch phản công quy mô lớn của họ chưa bắt đầu. Kiev cũng nhấn mạnh kế hoạch phản công sẽ không tập trung vào một khu vực mà có thể bao gồm nhiều hướng khác nhau. Giới quan sát suy đoán Kiev có thể tìm cách phản công xung quanh tỉnh Zaporizhia ở miền nam hoặc tìm cách chiếm lại các phần lãnh thổ thuộc vùng Donbass ở miền đông. Mục tiêu của Ukraine là cắt đứt hành lang trên bộ nối các khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông và miền nam với bán đảo Crimea. Trong khi đó, tình báo NATO dường như đang lo ngại Ukraine có thể sập bẫy của Nga khi phát động phản công, do hàng trăm ngàn quân chính quy chủ lực của Nga chưa rõ đang ở đâu. Liệu rằng Ukraine có thể rơi vào chiến thuật những cái túi răng sẵn của Nga hay không? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Báo The Economist đưa tin, trong cuộc phản công lớn của Ukraine đang diễn ra có ẩn chứa một mối đe dọa rất lớn. Trước hết, nếu quân đội Ukraine muốn tạo thành một bước đột phá trong phản công, họ sẽ phải tập hợp được lực lượng lớn. Nhưng đội quân này rất có thể sẽ rơi vào vòng vây của quân đội Nga. Trước khi Ukraine bắt đầu đánh lớn hôm 4 tháng 6, trên chiến trường ngoài mặt trận Bakhmut, Mariinka vốn đã nóng sẵn, Avdiivka là nơi duy nhất diễn ra giao tranh ác liệt. Ở Bakhmut, Nga có lực lượng quân sự tư nhân Wagner, sư đoàn dù 98 và sư đoàn dù cận vệ 76. Tại Mariinka, sư đoàn bộ binh cơ giới 150 và dân quân Donbass thân Nga là lực lượng chiến đấu chính. Nếu tính số lính Nga đang trực tiếp chiến đấu ở những chiến trường trên thì chỉ chiếm tối đa 20% tổng sức mạnh của họ. Trên chiến trường Ukraine, hơn 300.000 quân chủ lực của Nga vẫn đang bí mật tập kết ở phòng tuyến thứ 2 và thứ 3 phía sau. Vị trí ém quân cụ thể của các đơn vị này ở đâu thì cả tình báo NATO lẫn Ukraine đang đau đầu tìm lời giải. Nếu xảy ra một cuộc tấn công vội vàng của quân đội Ukraine khi điều kiện và thời cơ chưa chín muồi, rất có thể họ sẽ bị quân đội Nga dụ vào thế trận giăng sẵn và bị các sư đoàn chủ lực hạng nặng của Nga bao vây. NATO đã phát hiện ra rằng tình hình không ổn và tin rằng cuộc phản công của Ukraine có khả năng không thành công hoặc chỉ có thể đạt được tiến bộ hạn chế. Ngay cả kế hoạch phản công do chính quyền Kiev lên kế hoạch cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn. NATO lo ngại quân đội Nga sẽ áp dụng chiến thuật dụ địch thọc sâu rồi bao vây tiêu diệt. Nếu không cẩn thận, lực lượng chủ lực Ukraine có thể sập bẫy, lọt vào vòng vây của hàng trăm nghìn quân chủ lực Nga rồi lâm vào thế bất lợi, sau đó bị cô lập, khó thoát. Trên chiến trường, quân đội Ukraine đang tận dụng những hệ thống công sự trận địa được xây dựng liên hoàn, vững chắc để chiến đấu phòng ngự. Quân đội Nga rất khó tấn công, cũng như khó có thể tiêu hao quân số, vũ khí trang bị của đối phương trong một thế trận phòng ngự có chiều sâu như vậy. Để gây thiệt hại lớn, Nga có thể phải thực hiện kế điều quân Ukraine ra khỏi các công sự phòng ngự kiên cố để tăng khả năng tổn thất binh sĩ và vũ khí trang bị của đối phương đang phơi mình ngoài công sự. Theo một số nhà phân tích, rất có khả năng quân đội Nga sẽ rút bỏ một số vị trí và dụ quân Ukraine tiến sâu. Sau đó chủ lực của Nga sẽ hạ chủ lực của Ukraine trong các trận đánh ngoài công sự. Lực lượng cơ động của quân đội Nga có thể tiến, lùi, dụ quân chủ lực Ukraine thọc sâu, sau đó bao vây, tiêu diệt trong một cái túi răng sẵn. Hiện hướng phòng ngự chủ yếu và ưu tiên nhất của quân đội Nga là Melitopol, có liên quan đến an ninh cho đầu mối hậu cần của quân đội Nga ở tuyến phía nam. Tiếp đến là bờ tây khu vực Kherson. Quân Ukraine, một khi đột phá thành công, sẽ trực tiếp tiến đến eo đất của bán đảo Crimea. Nga đã tính đúng khi trong 3 ngày qua, bất chấp tổn thất lớn, quân đội Ukraine đang dồn mọi lực lượng đánh thẳng vào tuyến phòng thủ cứng và vững chắc của Nga ở Nam Donetsk, cách Melitopol chừng 60-70 km về phía bắc, tây bắc. Giới tướng lĩnh Ukraine kỳ vọng có thể phát hiện mắt xích yếu trong hàng phòng ngự của Nga ở mặt trận này để tạo thành mũi đột kích. Tuy nhiên, bất kể quân đội Nga hay Ukraine áp dụng chiến thuật nào, trong chiến tranh, yếu tố chiến thuật quan trọng nhất đó là tính bí mật và bất ngờ khiến đối thủ khó lường. Chỉ biết vài ngày gần đây, quân đội Nga đã đẩy lùi các nỗ lực của Ukraine trong cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu. Lực lượng Ukraine được cho là tổn thất lớn về binh sĩ và vũ khí hiện đại do liên tục vấp mìn, bị tên lửa, pháo binh, không quân vũ trụ và không quân lục quân đánh chặn, đánh bồi. Việc tấn công trên địa hình trống trải nhằm vào khu vực phòng thủ kiên cố mà thiếu sự yểm trợ hỏa lực của không quân và pháo binh thì rất khó thành công.
hiện quân đội Ukraine đang điều động lực lượng dự bị chiến lược từ tuyến sau lên tham gia phản công. Chắc chắn trong 72 giờ tới, chiến trường Ukraine sẽ vô cùng nóng bỏng.